Này, ăn sáng đi, suốt ngày chơi chơi chơi. Ăn đi mà lấy sức mà làm mà cày cuốc. Không có người nái à? Ăn thì chơi, suốt ngày chơi, đẻ thì bắt người ta đẻ nắm. Xong rồi á, lấy đâu ra mà đòi người lái. Có mì ăn là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì đó. Cái gì vậy bà nội? Còn sắp bị đói đến nơi rồi đấy, cứ ở đấy mà chơi điện tử. Thì cũng phải giải trí một tí chứ. Có phải đến dài lúc nào chơi đâu, ngày chơi có 3-4 tiếng. mười Giải thì cái con anh này sắp há hết cả mồm ra rồi, cái này còn giải cái gì. Thế sao không làm tí tươi tươi cho con ăn? Đưa tiền đây, Anh ăn một tí. đưa tiền này, đưa tiền thì có tiền nha, đưa cái tiền đây là Ừ, tươi hết. cuối tháng rồi, sang vay tạm bác Thu hàng xóm này. Sắp có đường. Ăn này đi, xong lấy động lực cố gắng mà tôi phải kiếm tiền, tôi phải kiếm tiền, tôi phải kiếm tiền mà ăn. Nghe chưa? Mì này mấy tôm mà ăn chán thế. Có ăn là tốt lắm rồi, mai không có gì mà ăn đâu. Lúc nào có lương mẹ mày mua loại 8 tôm ấy. Cái này chắc 3 tôm. Ôi giời ơi. À, bố mày ăn ngày thì chỉ ngồi chơi thôi. Xong rồi tối thì nó vắt lưỡi sang một bên. Ngồi vắt lưỡi thì thẳng cẳng đến sáng, xong còn đòi ăn. Ăn nhiều nó đi đâu hết. Chơi cũng mệt thì tưởng sướng à. Thế đừng chơi nữa, thay về làm đi cho đỡ mệt. Làm thì quét nhà dọn dẹp, cơm rửa bát rồi còn gì nữa. Lần sau ấy, còn việc nấu nướng thì nấu nốt đi. Anh nấu được, anh nấu lâu. Mẹ mày xem còn cái gì không? Tươi tươi tí. Cái gì là cái gì? Cái gì tươi tươi tí? Ăn Thế này. nếu mà có cái gì tươi tươi thì phải làm sao? Phải làm sao mới được tươi tươi? Không phải đòi, suốt ngày đòi Làm chơi gì chơi cũng rồi. được. Đấy chưa? Làm gì cũng được. Nhớ nhá. Ok. Ăn đi. Có biết gì đây không? Ôi, chứng minh lộn. Ôi, À, mấy tháng rồi không được ăn. thế có biết tác dụng để làm gì không? Ăn Quẹ, xong nha, quẹ, ăn xong nha, nhớ làm đúng nhiệm vụ của mình, nghe chưa? Còn Nhất không trí. thì ra ngoài đường đứng nhá. Nhất trí. Ăn đi. Xong rồi làm việc chăm chỉ vào. Tối nay nhất định làm việc chăm chỉ. Ngon lắm. Cả tháng rồi không được ăn. Mà đúng rồi, mẹ mày có cho ăn đâu mà trẻ yếu tôi làm sao làm được việc. Không, Bố mày kiếm tiền ra tháng sau mà làm, cứ để tiền đầy đủ đấy, ngày nào cũng cho ăn chục quả, nghe chưa? mẹ mày cứ cho ăn đi, bố khắc khỏe. Ngon hơn, mẹ mày ăn đi, tôi làm việc cho nó ăn. Ăn, 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 ăn